cư ơi, trên khu dân cư 5 năm. Cái hệ thống nguồn nước này của chị là hơi bị khủng khiếp đấy nhỉ. Từ lúc em đi làm bây giờ em mới gặp là cái khu vực này là cái khu vực đầu tiên là nhiều bồn đến mức độ như vậy. Mấy chỗ nhiều nhất là em rơi vào tầm khoảng cỡ 8 cái thì em gặp rồi. Ý là nếu mà nhiều bồn ấy, thì chung cư thì không nói. Chung cư thì nhiều bồn rồi, nhưng mà cũng dạng mà để đất hay đang sử dụng nhỏ nhỏ ấy. Ở đây là thực sự là khủng đấy. Quá nhiều. Đây là cái hệ thống cả tầng bồn nước. Chúng ta bồn này là xử lý. Hình như là bên này của chị cũng làm để nuôi cá luôn đúng không? Nước này là nước giếng hay nước gì ta? Mới làm một cái cho mọi người. Đây là cái hang của nó. Hồng dao này, hồng dao này bây giờ đâu có sản xuất đâu, còn là phải đặt hàng mà. Cái nó đâu có bán ra thị trường nữa đâu. Ngày xưa nó hay bán ra thị trường rồi, giống như kiểu là mấy cái hãng nhiều đại thành ấy. Giờ nó bỏ rồi, giờ nó chủ yếu nó toàn sản xuất cho cái ai đặt hàng thôi. Con bồn này còn nó xài cũng chất lượng á. Bồn này còn nó xài cũng chất lượng á. Em hàn cho cái ông kia có ba cái bồn hồng dao xài được tầm hơn 5 ngày, nhựa nó dày lắm. Đa phần mấy cái bồn người ta đặt hàng sản xuất nó dày lắm. Không như mấy cái bồn mà người ta bán ngoài tiệm. Tiệm nó mỏng lét à. Nhưng mà cái bồn này của chị vẫn mỏng hơn cái bồn của ông kia. Bồn của ông kia nó dày bằng này nè. Thì khi mà cái mình tương lai mốt mình mua bồn mới làm sao cho đừng nát à? Anh đặt hàng, anh đặt hàng anh phải đặt nó làm cái loại dày chứ. À đặt hàng hả? Đúng rồi. Mỏng mà đặt dày hơn có hả? Có chứ, anh thích đặt dày bao nhiêu nó chẳng đục đục cho anh được. Còn nếu mà ví dụ như muốn đỡ tét hơn ấy, gắn ống dưới đáy. Sao? Gắn ống dưới đáy là đâu? Đóng gì? Gắn ống nước ở dưới đáy. Gắn ống nước dưới đáy. Sao đây, gắn? Cái này là bên hông này. Đúng rồi. Đây là bên hông này. Đúng rồi. Thì ví dụ như muốn gắn được thì nói chung nó hơi phức tạp. Ví dụ như phải kê cao lên này. À. Bắt đầu là ví dụ kê lên một cái giá sắt hàn kín ấy. Gắn dưới đáy. Gắn cái ống dưới đáy nó chừa ra một cái chỗ nhỏ hoặc là nó thừa ra một cái vị trí nào đó gắn ống xuống là không bao giờ bị. Còn cái loại này thì đa phần bồn nào nó cũng bị hết à? Gì á? Thì cái lỗ này là cái lỗ để nước nó chảy ấy. Nó kéo cái nước ấy, xài lâu quá cái ống nó có độ rung ấy, thì nó nứt cái này được. Anh coi cái bồn 10 khối của ống bên kia nó khủng khiếp nữa. Bồn lên cái xử lý thì sao vậy? Cái đó em hàn như 2 lần rồi, nhưng mà trước khi em hàn đã có ông nào ông ấy hàn bằng cái bột ấy. Ông cào cho cái vết hàn ấy nó ấy quá rồi. Cái đấy mốt chắc phải cắt một cái tấm rồi nó khác đắp lên đây. Chứ bây giờ mai mốt mà những cái bồn lần này mình gia cố trồng thêm một miếng nhựa đây mình hàn vô mình làm mốt bị tét không? Không à. Nếu mà ví dụ như bây giờ cái lỗ này, cái đường nước này, thì em đắp thêm một cái miếng ví dụ như vậy. Đúng rồi. Nếu ví dụ như mà cái vết hàng của em chắc ấy, thì đúng. Ví dụ như bây giờ em hàn xong này, em ràng này. Nếu mà ví dụ như bồn này của anh nó áp lực nó lớn quá, nó sẽ bị xé ở mấy cái vết mà hàn em ràng ấy. Ví dụ bây giờ em hàn cho anh là từ đây nhé, tới đây, ví dụ đây này, tới đây là đường nước này, ngang này, tới đúng chỗ này là hết này. Thì khi mà em ràng cái sợi ngang ấy, thì nếu mà cái bồn nó chịu không được nó sẽ bị nứt ở mấy cái chỗ mà cái đường vàng này. Ý em nói là mai mốt mà ví dụ em mua cái bồn mới đó mà muốn cho đựng cái trường hợp này á, mình gia cố thêm một cái miếng tròn như đây được không? Nhưng mà hàng sẵn luôn rồi mặt ốc ra hiểu không? Mình gia cố cái miếng tròn vậy nè, hai lỗ ấy hả? Thì mộng thêm một lớp nhựa nữa. Chỉ là bây giờ anh muốn hàn một cái tấm lên đây không? Ý ở cái bồn này chỉ hàn vỏ này luôn à, như ví dụ cái bồn mới đó rồi mới mua vào khoan cái lỗ mà không muốn trường hợp bị tét lên dày, gia cố thì một cái miếng này là bắt ốc được nó chắc không? Em biết rồi, nhưng mà quay thì anh phải đục hai lớp. Thì được phải đục hai lớp. Thì một cái bây giờ một cái miếng hàn chồng với nó này, đúng anh rồi, phải rồi, đục qua cái đúng miếng rồi, đó. Đúng rồi, đúng mà rồi. Em sợ nó dày quá, sao anh gắn được cái đầu răng? Thì đi kiếm cái đầu răng nào có dày dày. Đầu răng nó dài đến. Có chứ. Chứ gặp trường hợp bị hoài luôn, mà thấy bực mình quá. Bồn có cái thế hệ bồn toàn Mỹ bây giờ ấy, nó sản xuất ra nó có sẵn cái đầu răng luôn. À, nó ví dụ nó sản xuất ra cái bồn như vậy này. Cái lỗ này nó là cái đầu răng, anh chỉ việc gắn cái kia thôi. Nhưng mà tét không? Còn nứt chứ.
khi nó nứt, khi nó nứt phải cắt bỏ cái đấu luôn. Ừ. mấy cái loại buồn lớn này đa phần gọt bì ở đây không ạ, còn bì ở mấy cái lỗ này không. Nếu mà cái này anh không xài lỗ, hoặc là lỗ mà anh xài ấy, mà anh chỉ làm cái kiểu một cái van xả thôi, xả nước chứ không thông nước, anh không làm ống này thì không sao. À, cứ có ống nước là nó bị kỳ ha, thế tại vì phải thông bồn. Ok, giờ cái bồn này thì đây là cái đường nước của nó nha mọi người. Đây là cái keo dán, keo này thì mình không nói nhiều nó nữa, mình đi hàng nó quá nhiều cái keo này rồi. Giờ mình sẽ không đắp cái kiểu phổ biến như ngày xưa nữa, người ta yêu cầu đắp cái tấm nhựa này. Đây là cái tấm nhựa của cái bồn này. Đó, mình sẽ đắp, mình sẽ cắt vừa với cái đường nứt này và cái lỗ này, bịt cả cái đường nứt cả cái lỗ này. Đó, sau đó mình hàn xung quanh luôn, chứ mình không hàn như mọi bữa là hàn vết nứt xong rồi gắn đầu răng như bên này nữa. Đây bên này là cái đầu răng. Đó, giờ mình sẽ bịt cả lỗ cả cái này luôn. Ok.
Cái phát đầu tiên này để em chạy cái vòng tròn cái đấy không được giữ bằng cái gì đợi như thế nóng 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 nha mày nóng dạy cho mình cái nghề để mình tự hàng khỏe anh tự hàng em hết việc rồi không anh phải giữ ở giữa thôi thì em hàn vòng tròn thì nó mới không vướng mà em hàn gần tới anh phải thả ra nhé rồi để em cho nó hơi mình để là khò cho nó còng cái miếng này này nó đâu không rồi em chạy từ đây lên đây này ồ cái này nó mấy nó nhỏ lắm nha em biết rồi nhưng mà không miếng giày được hay là lấy tay giữ dạ cái gì được cứng lắm cho nó chặt cứng chút nữa hay lấy tay giữ nóng quá chứ nóng mà sao đứng nổi phải trước mắt là em hàng bên phía này trước ấy rồi. Thì anh cho nó cong về đây nha không chỉ em chạy tới đây phát thì anh đẩy bên này cho nó ép luôn tới đâu thì anh tránh tay ra mình nhé. Đó. Không nào ông giả tiếp theo lại đây. Anh giả mà. Dạ, ông giả. Gián là ăn đồ mua dẫn gián cho mình bởi người dẫn gián á và ăn đồ ăn thề với anh nhưng mà em mệt nột cái mặt keo lắm rồi đấy anh sẽ cao tay em biến nó nóng nhá anh hướng tay ra cái đường của em này nó đỡ nóng chắc khả năng là giờ anh chỉ anh đẩy cho cái miếng đó nó ép sát xuống rồi giờ nó giữ rồi này nó không rớt đâu mà dạ thấy ba quả cáo mua dẫn gián là đâu dính được
vừa nó cắt ra. Đây là cái vết hàn đó mọi người, rất là quy mô, đắp một cái miếng vô lên đây, hàn tròn tròn, hàn hết mấy vòng bắt đầu rồi, hàn ra ngang, ra dọc. Thì đây là cái chỗ này là cái lỗ, cái lỗ như cái bên này, này. Còn từ đây là cái đường nứt, đó, thì cái miếng này nó phải dài như vậy. Còn nếu bình thường mình chỉ đắp mấy cái lỗ không thì cái miếng nó không to vậy đâu nha mọi người. Ok. Đây. 15 cái bồn 4 khối của Hồng Giao. Đây này, thống nuôi cá nha mọi người. Cái cửa này làm cái thống nuôi cá. Tất cả mấy cái này, tất cả nó đều là Hồng Giao cùng một loại với nhau, sản xuất số lượng lớn. Nó xếp dọc theo cái hành lang này. Tất cả là 15 cái. Có nghĩa là cái hệ thống này rất là quy mô. Đây là cái bồn nít này. Trong 15 cá thì duy nhất có cái này nít. Mình làm xong rồi, thế là người ta sẽ gắn cái ống nước mà người ta bơm nước này là ok.